một xe chở dầu tự bốc cháy, vệt dầu sau đó loang ra đường và cháy lan hàng chục mét trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đoạn qua thành phố Tân An. Theo Zing News, vụ hỏa hoạn xảy ra tại km 37500 trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trao đổi với Zing chiều 4 tháng 5, Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ số 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết một xe chở dầu tự bốc cháy, vệt dầu sau đó loang ra đường và cháy lan hàng chục mét. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét. Vị này cũng cho hay trước mắt chưa ghi nhận thương vong về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Cảnh sát giao thông sau đó đã tạm thời chặn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đi Trung Lương để phong tỏa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe tải trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, xe tải bất ngờ bốc cháy. Lúc này, dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngùn ngụt. Nhiều ô tô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn. Một số tài xế đang chạy xe trên cao tốc cho biết, phương tiện bốc cháy nghi chở một số thùng nhớt đã qua sử dụng. Dầu nhớt từ các thùng này tràn xuống đường khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An cho biết phương tiện cháy có chở loại hóa chất dễ cháy. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, dập lửa. Đến 13 giờ 30 phút, lãnh đạo Cục Quản lý Đường bộ số 4 cho hay đám cháy đã được dập tắt.